Chào các em học sinh, cô trò mình lại tiếp tục với chủ đề 5, nhóm thực vật không có hoa. Trong chủ đề này, cô trò mình nghiên cứu hai đại diện, đó là nhóm rêu đại diện cây rêu và nhóm huyết đại diện là cây dương sỉ. Thì trước khi vào bài mới, cô có một vài câu hỏi để kiểm tra bài cũ các em. Câu 1, em hãy trình bày vai trò của tảo. Câu 2, em hãy cho ví dụ tảo nước ngọt và tảo nước mặn. Vậy thì các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô hai câu hỏi này nhé. Thì để trả lời được câu hai câu hỏi này thì cô có đáp án như sau. Câu 1, vai trò của tảo cung cấp oxy làm thức ăn cho động vật nhỏ ở nước. Một số tảo cung cấp thức ăn cho người gia súc. Một số tảo được dùng làm thuốc, làm phân bón. Câu 2, tảo nước ngọt như là tảo xoắn, tảo vòng, tảo nước mặn như là rau mơ, rau câu, rau nước biển, vân vân. Vậy thì để biết được rêu và dương sỉ có cấu tạo, cơ quan sinh dưỡng và quá trình phát triển và vai trò như thế nào, cô trò mình lần lượt tìm hiểu hai đại diện của hai nhóm sau. Nhất về nhóm rêu, đại diện là cái rêu, chúng ta tìm hiểu phần 1 là môi trường sống của rêu. Thì các bạn quan sát cho cô những hình ảnh sau và cho cô biết rêu thường sống ở những nơi đâu. Như hình ảnh cho biết thì các em thấy là rêu sống ở trên đá nè, trên thân cây gỗ to nè, rồi sống trên đất ẩm và sống ở trên tường. Vậy thì như các em đã biết là rêu thường sống ở gốc cây, chân tường, thân cây gỗ to, đất ẩm, bờ tường, vân vân. Và những nơi rêu sống thường có đặc điểm chung là gì? Là rêu thường sống nơi ẩm ướt. Các em lưu ý nhé. Thì phần này các em ghi nhớ cho cô một điều là rêu thường sống trên cạn, nơi ẩm ướt. Quan sát cây rêu, các em hãy quan sát cây rêu và đối chiếu hình 38.1 cho cô biết rêu gồm những bộ phận nào, như gồm rễ nè các em, có thân nè và lá. Thì như các em thấy là đây là phía dưới thân của cây rêu, thì nó có những cái sợi nhỏ, chỉ là những cái rễ giả, có chức năng là hút nước. Về thân cây rêu thì các em thấy là không có sự phân nhánh và trong thân cũng chưa có mạch dẫn. Và về đặc điểm thứ ba là về lá cây rêu, thì các em quan sát thấy là lá của cây rêu khi quan sát qua kính hiển vi thì chúng ta thấy là lá rất là mỏng, chưa có đường gân thực sự mà chỉ là những tế bào xếp sát nhau. Vì khi quan sát cây rêu thì các em ghi nhớ cho cô một điều là thân ngắn không phân cành, lá nhỏ mỏng, rễ giả, có khả năng hút nước, chưa có mạch dẫn và chưa có hoa. Chúng ta tìm hiểu sang phần 3 là túi bào tử và sự phát triển của rêu. Thì trong phần này các em quan sát cho cô cây rêu và đối chiếu hình 38.2 cho biết cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào và vị trí ở đâu. Các em quan sát cây rêu thì các em thấy là cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu. Đây là túi bào tử các em, dưới có bào tử và nằm ở ngọn cây rêu. Đây là nắp túi và phần đây là cuống của túi bào tử. Thì sự phát triển của rêu thì các em thấy là đây là những cây rêu mang các túi bào tử nằm trên ngọn cây rêu. Quá trình phát triển của rêu diễn ra như thế nào thì ở phần này tôi chỉ giới thiệu cho các em về hình thức sinh sản của rêu chứ chúng ta không có đi vào chi tiết ha. Thì đây là cây rêu mang túi bào tử. Thì trước khi hình thành túi bào tử thì trên ngọn cây rêu xảy ra quá trình thụ tinh, là có sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng rồi tạo thành túi bào tử. Khi túi bào tử chín, nắp túi mở ra, bào tử rơi xuống đất ẩm và nảy mầm thành cây rêu con. Thì như các em thấy là cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu và rêu sinh sản bằng bào tử. Ta tìm hiểu sang phần 4 là vai trò của rêu. Các em hãy nghiên cứu thông tin sách giáo khoa mục 4 trang 127 và cho biết rêu có vai trò gì. Như các em thấy những hình ảnh trên cho các em thấy là rêu nó có thể mọc ở trên đá, những vùng
chất dinh dưỡng, nhưng điều kiện nó là đủ ẩm là rêu có thể mọc. Thì rêu mọc trên đá chỗ nhiều chất dinh dưỡng chỉ cần đủ độ ẩm, vì thế góp phần hình thành chất nguồn. Thì ở đây than được phơi khô và làm nhiên liệu trong gia đình. Rêu nước sinh trưởng ở những đầm lầy vùng khí hậu mát, mưa nhiều, qua hàng trăm năm hình thành nhiều lớp chồng chất và các lớp dưới thấp chết hình thành than bùn. Thì đây là xác ướp của một người đàn ông năm 1984, cách đây 2.300 năm được tìm thấy ở bãi than bùn nước Anh, và xác ướp này được đặt tên là Benmart. Để có đủ chất dinh dưỡng tồn tại, rêu nước dùng những sản phẩm và phản ứng hóa học và đặc biệt giải phóng ra các sản phẩm phụ có vị chua vào đất, và chất này có thể tiêu diệt được vi khuẩn trên, nên dùng để bảo quản xác người và động vật. Ngoài ra, rêu còn được sử dụng như một sinh vật chỉ thị cho sự ô nhiễm trong môi trường nước và không khí. Than làm từ rêu được sử dụng như một chất lọc hiệu quả. Về vai trò của rêu thì các em nắm cho cô là rêu góp phần vào việc hình thành chất mùn. Có loài rêu khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt. Bước trò mình tìm hiểu sang đại diện thứ hai là nhóm quyết, là cây dương sĩ. Và các em quan sát cho cô cây dương sĩ, cho cô biết, quan sát những hình ảnh sao và cho cô biết cây dương sĩ thường sống ở đâu. Cây dương sĩ thường sống nơi ẩm và nơi trăm mát như ven đường, ven bờ ruộng, dưới tán cây ở trong rừng. Xác định bộ phận của sinh dưỡng của dương sĩ thì các em thấy là cũng gồm có lá, thân và rễ. Thì các em thấy là lá của dương sĩ thì lá già có cuốn dài và giữ thẳng, còn lá non thì cuộn tròn, còn thân thì hình trụ nằm ngang, còn rễ thì các em thấy là rễ này là đã xuất hiện rễ thật. So sánh cơ quan sinh dưỡng của rêu và dương sĩ thì ở phần này các em có thể so sánh với cô những đặc điểm sao về rễ, về thân, về lá và về mạch, mạch dẫn. Thì về rễ thì rêu rễ giả, dương sĩ rễ thật. Về thân thì thân của cây rêu nhỏ không phân nhánh, còn thân của dương sĩ là hình trụ nằm ngang. Lá của rêu nhỏ mỏng, còn dương sĩ thì lá già cuốn dài, lá non thì cuộn tròn ở đầu. Mạch dẫn thì chưa có, còn ở cây dương sĩ đã có mạch dẫn chính thức. Về túi bào tử và sự phát triển của dương sĩ thì các em thấy là mặt dưới lá già của túi bào tử có đặc điểm gì? Thì mặt dưới lá già của túi bào tử có những đốm nhỏ màu nâu chứa các túi bào tử. Về quá trình phát triển của dương sĩ thì các em thấy đây là những đốm nhỏ chứa túi bào tử, và túi bào tử dưới một cái vòng cơ, các bạn thấy là vòng cơ này như một cái lò xo. Khi túi bào tử chín, vòng cơ bật ra, bào tử rơi ra ngoài, gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm thành nguyên tảng. Vậy thì trước khi mọc thành cây dương sĩ con thì trên nguyên tảng cũng xảy ra quá trình thụ tinh, và sau đó cây nguyên tảng con mọc lên, cây dương sĩ con sẽ mọc lên từ nguyên tảng và sau đó phát triển thành cây dương sĩ trưởng thành. Vậy thì cơ quan sinh sản của dương sĩ là túi bào tử, và bào tử nảy mầm thành nguyên tảng rồi từ đó phát triển thành cây dương sĩ con. Vậy cái phần 2, một vài loại dương sĩ thường gặp, thì phần này là học sinh tự đọc. Rồi quyết cổ đại và sự hình thành than đá thì học sinh tự đọc, tự nghiên cứu. So sánh, cô có kiến thức củng cố như sau, các em hãy so sánh cho cô với cây có hoa như cây cải thì rêu có gì khác. Thì về cây rêu thì các em thấy là có rễ giả, là thân ngắn, là không phân nhánh nè, lá nhỏ mỏng, là hoa thì chưa có nè, và chưa có mạch dẫn. Còn cây cải thì có đặc điểm là rễ thân lá, có mạch dẫn và hoa đã có. Về nhà các em chú thích cho cô các bộ phận của cây dương sĩ. Hướng dẫn về nhà thì các em làm cho cô bài kiểm tra 15 phút, nộp cho cô trước ngày 2 tháng 5 qua Zalo. Câu 1, so sánh với một cây có hoa, cây cải, cây rêu có gì khác? Câu 2, cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của dương sĩ phức tạp hơn rêu như thế nào? Các em học bài làm bài tập cho cô 234 sách giáo khoa trang 27. Đồng mục em có biết và chuẩn bị cho cô kiến thức các bài đã học ở học kỳ 2 để tiếp sau cô và các em ôn tập. Thì trong quá trình quay cái video này thì cô trời mưa nên là cái tiếng nó cũng hơi ồn, thì các em chịu khó nghe nhé. Một tiết học đến đây là kết thúc. Cô